cả Wolves và Arsenal đã cùng bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh và FA Cup. Và mục tiêu của họ lúc này thì rất rõ ràng là giành điểm tối đa ở Premier League để nuôi tham vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Wolves đã bất ngờ để Norwich loại khỏi vòng 4 cúp FA. Đó cũng là trận đấu cắt đứt chuỗi 6 trận bất bại của thầy trò Bruno Les. Tuy nhiên ở giải ngoại hạng Anh, bầy sói đang có phong độ rất cao khi thắng 4 trên 5 trận đấu gần nhất. Điều này giúp đội chủ sân Molinos vượt lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 34 điểm kém đội bóng đang giữ top 4 là West Ham đúng một trận thắng và đang đá ít hơn hai trận. Arsenal hiện đang giữ vị trí thứ 6 ở giải ngoại hạng Anh và cũng chỉ kém top 4 có 2 điểm. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là các học trò của huấn luyện viên Ateta đang tụt dốc không phanh. Sau chuỗi 5 trận thắng, pháo thủ lại trải qua 5 trận chỉ hòa và thua. Trận hòa bất lực trước Burnley ngay trên sân nhà Emirates mới đây đã chỉ ra nhiều điểm yếu của pháo thủ, đặc biệt là sự đột biến trên hàng công. Nhưng đây là điều không hề dễ cải thiện vào lúc này khi Arsenal đang có một đội hình quá mỏng để có thể bám trụ lại với mục tiêu top 4. Với hàng tiền vệ 5 người được điều tiết bởi bộ đôi kinh nghiệm là Moutinho và Neves, Wolves sẽ là những người có ưu thế hơn hẳn ở khu vực giữa sân. Cặp tiền đạo của huấn luyện viên Bruno Les là Porense và Jimenez cũng đang có phong độ rất cao và sẵn sàng đe dọa hàng thủ mong manh của Arsenal trong khi đó không có thêm một bản hợp đồng nào cho hàng công. Arsenal lại để hàng loạt các cầu thủ như là Aubameyang và Balogun ra đi. Giờ đây thì pháo thủ chỉ trông chờ vào khả năng xoay chuyển cục diện của Lacazette. Lịch sử đối đầu cho thấy Wolver là cái tên rất kỵ dơ với Arsenal khi họ mới chỉ thua 1 trên 5 lần đối đầu gần nhất và có tới 3 trận thắng. Trong khi Arsenal đã trải qua chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua, Wolver cũng bất bại ở 5 trận đấu đã qua tại giải ngoại hạng Anh. Ở trận này thì Arsenal chấp buồn 1/4. Mọi thống kê đều chống lại Arsenal từ thành tích đối đầu và phong độ trong thời gian qua. Không chỉ có vậy, lúc này pháo thủ đang có một lực lượng quá mỏng và còn phải thi đấu trên sân khách. Bởi vậy có thể nói việc Arsenal được xếp kèo trên ở trận này là hơi vô lý và người chơi có thể tự tin với Wolves. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là hai hòa, đây là một tỷ lệ cho thấy các chuyên gia đều đánh giá là trận cầu có ít bàn thắng. Arsenal đang có một hàng công khá tệ và bốn trận đấu gần nhất của họ đều có tổng tỷ số từ hai bàn trở xuống. Rất có thể trận này bàn thắng chỉ đến từ phía Wolves và dự đoán của Thể thao văn hóa Wolves vượt qua Arsenal với tỷ số 1-0.